từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi ở huyện Đan Phượng mắc rubella. Trước đó, bé gái này đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh rubella. Theo các bác sĩ, rubella là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, bệnh chủ yếu lây qua đường không khí khi người mắc mầm bệnh hắt hơi hoặc ho, người bệnh là nguồn lây chính. Biểu hiện của bệnh bao gồm sốt nhẹ, phát ban và viêm long nhẹ đường hô hấp, nổi hạch vùng cổ, chấm sau tai. Bệnh này thường phát triển vào đầu mùa xuân khi thời tiết ẩm ướt và có khả năng lây lan rất cao, dễ bùng phát thành dịch. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh rubella rất nguy hiểm ở phụ nữ có thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, có thể gây ra sẩy thai, thai chết lưu, đặc biệt gây ra dị tật bẩm sinh ở thai nhi, bệnh tim, mù, đục thủy tinh thể, điếc và chậm phát triển tinh thần. Đây thường gọi là hội chứng rubella bẩm sinh. Hội chứng này có thể gặp 90% trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm rubella trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Bệnh rubella có tính lây chuyển cao và có thể gây thành dịch lớn. Trên lâm sàng, bệnh khó phân biệt với các bệnh xuất phát ban, nhất là đối với sởi và có tới 50% trường hợp mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng không điển hình. Thời kỳ của bệnh kéo dài từ 14 đến 21 ngày, trung bình 18 ngày. Thời kỳ lây truyền kéo dài từ 7 ngày trước cho tới 7 ngày sau khi phát ban. Trẻ mắc hội chứng rubella bẩm sinh có thể đào thải virus đến 1 năm sau khi sinh. Các chuyên gia y tế cho rằng những người chưa có miễn dịch đều có thể mắc bệnh. Người sau khi mắc bệnh có miễn dịch bền vững. Mặt khác, miễn dịch của mẹ truyền cho con có thể bảo vệ trẻ trong vòng 6 đến 9 tháng sau khi ra đời, tùy vào lượng kháng thể của người mẹ. Qua các triệu chứng và hệ lụy của bệnh, ngay sau khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần phải đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh đó, nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, nên cho trẻ đi tiêm phòng vaccine sởi rubella, đây là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm vaccine rubella, sử dụng vaccine dạng đơn hoặc dạng phối hợp sởi rubella hoặc sởi quai bị rubella. Với trẻ em, tiêm vaccine cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên, nhắc lại 18 tháng tuổi. Với người lớn, tiêm vaccine cho người chưa tiêm phòng hoặc chưa có miễn dịch. Đặc biệt là phụ nữ ở tuổi sinh đẻ. Không tiêm vaccine phòng bệnh rubella cho phụ nữ đang mang thai. Chỉ nên có thai sau khi tiêm phòng ít nhất 1 tháng. Chia sẻ bệnh rubella, bác sĩ Đoàn Thị Hải Yến, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết. Rubella thì hay còn gọi là sởi đực là một bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus rubella gây nên. Bệnh thì lây từ người, qua đường hô hấp hoặc là tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của đường hô hấp hoặc lây truyền từ mẹ sang thai nhi với các biểu hiện chính là sốt, phát ban và nổi hạch nhiều nơi. Ngoài ra thì bệnh thì diễn biến thường là lành tính thôi. Lâm sàng này sốt thì thường sốt nhẹ từ 1 đến 3 ngày. Phát ban thì với tính chất là ban thì không mặc theo một trình tự nhất định và khi ban bay thì không để lại vết thâm. Ngoài ra thì người bệnh có thể có một số triệu chứng ví dụ như đau mỏi người hoặc là đau mỏi cơ khớp. Rubella thì cũng có các biện pháp dự phòng, ví dụ là dự phòng đặc hiệu, dự phòng chung và dự phòng ở trong bệnh viện. Dự phòng đặc hiệu thì tiêm phòng vaccine rubella bao gồm đơn giá hoặc là vaccine kết hợp. Kết hợp thì có là sởi rubella hoặc là sởi quai bị rubella thì sẽ được tiêm cho những trẻ nhỏ, tất cả trẻ nhỏ khi từ 9 tháng tuổi trở lên và tiêm một mũi nhắc lại khi mà trẻ được 18 tháng. Với người lớn thì tiêm phòng cho những trường hợp mà chưa có miễn dịch với rubella hoặc là chưa có tiền sử mắc rubella trước đó. Đặc biệt là lưu ý đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì cần phải tiêm phòng rubella. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không tiêm phòng rubella đối với phụ nữ đang mang thai và khi tiêm phòng phát hiện có thai thì cũng không có chỉ định là đình chỉ thai nghén. Còn dự phòng chung thì chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để hiểu biết về bệnh rubella, cách nhận biết, cách phòng tránh và vệ sinh cá nhân thật là tốt. Theo các bác sĩ, bệnh rubella lây truyền bởi các giọt nước bọt trong không khí khi người mắc mầm bệnh hắt hơi hoặc ho. Người bệnh sẽ trở thành nguồn lây nhiễm sau khoảng 5 đến 7 ngày kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể người mẹ. Nếu là người phụ nữ có thai trong thời gian này, có thể truyền virus sang thai nhi. Người bị nhiễm virus rubella có khả năng lây truyền cao nhất trong thời kỳ phát ban. Tuy nhiên, virus có thể lây truyền trước và sau phát ban 7 ngày. Trẻ bị hội chứng rubella bẩm sinh có thể lây truyền virus trong khoảng thời gian 1 năm hoặc hơn. Sau khi virus vào cơ thể, độ 2 đến 3 tuần lễ, bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Tiếp theo sẽ có 3 triệu chứng điển hình, đó là sốt, phát ban và nổi hạch. Sốt, đau đầu, mệt mỏi thường xuyên xuất hiện 1 đến 4 ngày. Sau khi phát ban thì sốt sẽ giảm, sốt nhẹ khoảng 38,5 độ C.
nổi hạch ở vùng xương chẩm, khuỷu tay, bẹn, cổ, sờ thấy hơi đau. Hạch thường nổi trước phát ban, tồn tại vài ngày sau khi bay hết. Phát ban đây là dấu hiệu điển hình nhất. Ban mọc lúc đầu ở trên đầu, mặt rồi mọc khắp toàn thân, thường không tuần tự như sởi. Nốt ban có hình tròn hoặc hình bầu dục, đường kính chừng khoảng 1-2mm. Các nốt có thể kết hợp thành từng mảng hay đứng riêng lẻ. Trong vòng 24 giờ, ban mọc khắp người, chỉ sau 2-3 ngày là hết. Lưu ý cần phân biệt với ban của sởi. Ban của sởi sẽ sở mịn, mọc thứ tự từ trên đầu, mặt xuống. Sau khi bay, để lại các vẩy như phần rôm, trên da có các vằn màu sẫm. Biểu hiện tiếp theo là đau khớp hoặc đau khắp mình mẩy, hay gặp ở phụ nữ. Các khớp ngón tay, khớp gối, cổ chân đau khi phát ban, sau đó không để lại di chứng gì. Các thể lâm sàng, rubella bẩm sinh, virus từ máu của mẹ qua thai nhi. Trẻ sơ sinh khi đẻ ra đã có ban hoặc trong vòng 48 giờ sau sinh, bệnh nhi có gan to, lách to, vàng da. Thể xuất huyết do giảm tiểu cầu, chiếm tỷ lệ 1/3.000 ca, xuất hiện xuất huyết vào 1-2 tuần sau khi phát ban. Có thể chảy máu cam, xuất huyết tiêu hóa, trẻ sơ sinh có thể chảy máu ở rốn. Phụ nữ có thai bị rubella, thường người mẹ không có triệu chứng, đáng quan tâm nhất đó là những dị tật của thai nhi trong bụng mẹ. Trong 3 tháng đầu, 70%-100% trẻ đẻ ra bị mắc rubella bẩm sinh và 25% trẻ bị dị tật bẩm sinh ở cơ quan như tim, mắt, não. Sau 3 tháng, nếu mẹ có thai được 13-16 tuần thì trẻ bị rubella bẩm sinh với tỷ lệ khoảng 17%. Khi thai được 17-20 tuần thì tỷ lệ 5% và khi thai hơn 20 tuần, tỷ lệ đó bằng 0%. Các biến chứng của dị tật thai nhi bao gồm: khi bà mẹ mang thai 3 tháng đầu bị bệnh rubella, rất dễ bị sảy thai hoặc thai chết lưu trong tử cung. Nếu đẻ được thì thai sẽ bị thiếu cân, chậm lớn, chậm mọc răng và kết quả sẽ kèm theo các bệnh dị tật bẩm sinh như đục nhân mắt, một hoặc hai bên, đục sắc mạc. Về việc điều trị, cần để điều trị triệu chứng như giảm đau, hạ nhiệt, giữ ẩm, tránh gió, kinh nước trong thời gian phát ban, đề phòng bội nhiễm đường hô hấp. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường ăn nhiều rau xanh, ăn hoa quả, cam, chanh và các loại vitamin. Phòng bệnh, có hai biện pháp chính của phòng bệnh, đó là cách ly và tiêm phòng vaccine. Tiêm phòng vaccine rubella giảm độc lực được ứng dụng vào năm 1969, tạo nên hệ miễn dịch ít nhất là 16 năm hoặc có thể cả đời. Vì vậy, nên tiêm vaccine phòng bệnh rubella rộng rãi cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi. Đối với phụ nữ đang ở tuổi sinh đẻ khi tiêm phòng, phải sử dụng các biện pháp tránh thai hữu hiệu trong vòng 1-3 tháng đầu. Biến chứng có xu hướng gây ra ở cả người lớn và trẻ em khi bị mắc rubella bao gồm: khoảng 70% phụ nữ bị nhiễm trùng có thể đau hoặc viêm khớp, đặc biệt là ở ngón tay, cổ và đầu gối. Viêm não xảy ra khoảng 1/5.000 trường hợp và thường gặp nhất ở phụ nữ. Xuất huyết hay xảy ra từ 1-3.000 trường hợp ở trẻ em. Biến chứng của hội chứng rubella bẩm sinh bao gồm điếc, đục thủy tinh thể, bệnh tim, chậm phát triển trí tuệ. Bác sĩ lưu ý, khi bệnh diễn tiến nặng, tuyệt đối không được tự ý bỏ thuốc hoặc mua thuốc không có trong đơn thuốc của bác sĩ. Lắng nghe và làm theo mọi hướng dẫn chỉ định của bác sĩ điều trị. Liên hệ ngay với bác sĩ khi có những dấu hiệu bất thường trong quá trình điều trị. Thăm khám định kỳ để được theo dõi diễn tiến của bệnh và tình trạng sức khỏe. Vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ và thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe, chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Phòng ngừa rubella bằng cách tiêm vaccine phòng rubella đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cách ly người mắc bệnh rubella, tránh tập trung đông người khi có dịch. Những người tiếp xúc với bệnh nhân và bệnh nhân cần phải đeo khẩu trang y tế. Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thường xuyên, nâng cao thể trạng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và cân bằng hợp lý.